Rồi test thử bánh xe cho anh em coi ha, bao nhẹ nhàng cho anh em nha. Full cấu hình của chiếc Future 125 H59H2 nha. Trước sau được nhẹ nhàng ha. Rồi giờ sư phụ mới đầu tiến hành là dắt xe để mình chạy thắng thử cho anh em coi luôn. Đó. Bao nhẹ nhàng cho anh em nha. Như quạt máy nha anh em. Chào anh em Future 125 nha, Full LED 125 thì đang gắn cái bộ đĩa Nissin bạc này. Sẵn đây mình quay cho anh em tham khảo luôn. Anh em có nhu cầu lên thì có qua bên độ xe Việt Nam ha, mình tiến hành sẽ tư vấn và gắn cho anh em. Thì bộ nguyên bộ nó gồm có là heo dầu bạc nè, heo bạc ha, bát mới nè, bát CNC nhôm nha, đĩa Nissin, cùi đĩa, dây dầu và cái bèn đạp nha. Thì cái này là mình đang tiến hành vô dầu, còn cái bộ nhông xin dĩa vàng này là mình mới gắn xong nha. Nó gồm có là xin vàng, dĩa và nhông nha. Thì cái này là riêng ha, cái bộ đĩa riêng, còn nhông dĩa là riêng. Đây, tại chủ xe này gắn chung hai bộ thôi. Các em muốn gắn cái nào thì gắn ha, nói chung là không có liên quan với nhau. Đó thì mình đang thành vô dầu, mình sẽ quay cho anh em tham khảo luôn. Bánh là bao nhẹ thắng bao nha. Thì chủ xe này đi cái đĩa lớn nha, đĩa 220 nha, bằng cái đĩa trước của anh em luôn. Nói chung anh em muốn đĩa nhỏ hơn vẫn có nha, đĩa nhỏ hơn thì nó gồm nhỏ hơn đây khoảng là một phân ha. Đó thì tùy sở thích của mỗi người thì mình sẽ đi cái phần bộ đĩa cho nó phù hợp với nhu cầu của anh em. Đặc biệt mình gắn thì không có chê lòng đời, nói chung là gắn là như rin cho anh em luôn. Anh em chỉ cần tháo bánh xe ra thay vỏ hoặc vá vỏ này kia rất là dễ ha, không cần phải sợ rớt lòng đời này kia nha. Bên mình là gắn này không bao giờ chơi lòng đời, để cho anh em tiện trong khâu thay nhông dĩa thay vỏ này kia nha. Mình quay nhẹ cho anh em coi cái bánh xe, bánh xe là bao nhẹ, chút nữa mình sẽ vô cái dầu cho anh em luôn. Đó, ok cho anh em ha. Rồi giờ mình đã vô dầu rồi nè, vô dầu xong mình quay cho anh em. Rồi mình xin chào tất cả anh em ha. Rồi test thử bánh xe cho anh em coi ha, bao nhẹ nhàng cho anh em nha. Full cấu hình của chiếc Future 125 H59H2 nha. Trước sau được nhẹ nhàng ha. Rồi giờ sư phụ mới đầu tiến hành là dắt xe để mình chạy thắng thử cho anh em coi luôn. Đó. Bao nhẹ nhàng cho anh em nha. Như quạt máy nha anh em. Chạy khoảng một tuần cho bố đĩa đều nhau nữa càng ok nha anh em. Rồi mình chạy test thử cái bộ đĩa sau với nhông dĩa chiếc Future 125 nha anh em. Thắng bao ăn cho anh em ha. Rồi mình chào anh em nha. Rồi chào sư phụ. Đó, thắng là nước bánh cho anh em liền ha. Bao ok cho anh em nha. Đem chạy một tuần cho bố đĩa đều nhau nữa càng nhẹ nhàng ha. Rồi sư phụ đã test về nha, quá đã luôn, một lít một đường dài đi nha ha. Đó, cái này mà chạy không một tuần nữa là thắng là đứng bánh liền nha. Bao ok cho anh em, thắng nhẹ nha. Rồi mình giao xe chủ xe nha anh em.